Xin chào tất cả mọi người. Đồ gỗ Minh Hệ nội thất cao cấp Sáng Trang xin kính chào quý khách. Đồ gỗ Minh Hệ nội thất cao cấp Sáng Trang xin trân trọng giới thiệu tới toàn thể quý khách hàng thân yêu một trong những sản phẩm tác phẩm đồ gỗ Minh Hệ nội thất cao cấp đã được cơ sở chúng tôi sản xuất trực tiếp tại xưởng. Trước mắt quý vị là hai sản phẩm, và hai sản phẩm này có tên gọi là sập ba thành, và tiếng Trung Quốc chúng tôi vẫn hay gọi là lúa han choáng. Và cái chất liệu để làm lên một trong những sản phẩm tác phẩm đẹp như thế này đó là chất liệu gỗ cẩm lai. Như anh chị em đã biết, gỗ cẩm lai là một trong những loại gỗ vô cùng quý hiếm của Việt Nam hiện nay. Và gỗ cẩm lai thì được làm đặc biệt là làm những sản phẩm nội thất đồ gỗ Minh Nghệ thì vô cùng tuyệt vời và có giá trị về mặt thẩm mỹ cũng như kinh tế rất cao. Thì trước mắt quý vị là một trong những sản phẩm rất đẹp. Thì sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm như sau. Đây ạ. Chiếc sập này thì có thông số kỹ thuật như sau, đó là chiều dài là 2m1 và chiều sâu của sập là 1m1. Và một bộ sản phẩm như thế này sẽ bao gồm hai món. Đây ạ, đây là một chiếc sập, gọi là một chiếc sập to đấy ạ. Và đây còn là một chiếc kỷ đấy. Anh chị em có thể thấy này, vô cùng thoải mái. Chúng ta có thể sử dụng những sản phẩm như thế này kê ở phòng khách, phòng ngủ, thậm chí kê ở phòng trà, phòng đọc sách. Chức năng thì có rất nhiều tác dụng. Ví dụ như anh chị em mua về để thư giãn, mình có thể, đây ạ, chiếc kỷ này thì có thể là ngồi, mình ngồi đây mình pha ấm trà, thư giãn, uống trà nhâm nhi là một. Cái thứ hai là mình có thể đọc sách, và đặc biệt mỏi thì có thể nằm và nằm trên những chiếc sập mà có là được làm nên từ chất liệu gỗ quý thì vô cùng tuyệt vời. Thông số kỹ thuật thì tất hai chiếc sập này thì có chân, đây ạ, đấy, chân của chiếc này là chân 14. Khung tranh thì chúng tôi làm 3 phân rưỡi, yếm 3 phân, tất cả đều làm cấu tạo từ mọng hét cài. Đây ạ, đấy, đây là một trong những chi tiết mà anh chị em có thể nhìn thấy. Đây là cái tay này này, đấy, cái tay này được chúng tôi làm hét cài xuyên qua đây nên vô cùng chắc chắn. Còn về bản thân thì cơ sở chúng tôi luôn chuyên sâu làm những sản phẩm chất lượng, hàng toàn bộ tháo rời hết. Đấy, ví dụ cái mặt khung tranh này, đây, ngoài mọng thủng cơ sở chúng tôi còn làm thêm một chiếc mọng kẹp. Và tại sao phải làm thêm chiếc mọng kẹp như thế này? Bởi vì sao? Riêng một chiếc mọng thủng này thì không thể nào đủ để mà chống vênh cho hai cái khung tranh này được. Bởi vì nguyên tắc của gỗ đó là tính chất co ngót. Thì bắt buộc cơ sở chúng tôi sẽ sáng tạo và làm thêm một trong những chiếc mọng kẹp ở đây để chống vênh, để đảm bảo cho khung tranh và mặt ván luôn luôn phẳng. Đấy, đấy là một trong những chi tiết rất nhỏ thôi nhưng đã được cơ sở chúng tôi làm rất tỉ mỉ và trau chuốt. Và chiếc sập này, đấy, vách thì là vách mà chúng tôi đục là vách công hồng chĩ. Đây là một trong những tích rất chi là hay và có chiều sâu. Đây, ví dụ anh chị em thấy này, đấy, chúng tôi đục công này, công hồng chĩ. Đấy, tất cả những bông hồng đây. Và sản phẩm còn để nguyên mọc, tất tần tật còn để nguyên mọc hết, chưa phun hay là chưa làm gì cả. Có nghĩa là gỗ như thế nào thì cơ sở chúng tôi làm lên như thế. Đấy, và đặc biệt là chiếc vai này cơ sở chúng tôi làm rất dày dặn. Đấy, vai dày tận 5 phân cơ. Anh chị em hết sức yên tâm về những sản phẩm như này. Và đặc biệt anh chị em muốn sở hữu những sản phẩm như thế này, xin vui lòng gọi điện trực tiếp qua số điện thoại 081 703 5555, gặp anh Sáng, chủ cơ sở đồ gỗ Minh Nghệ nội thất cao cấp Sáng Trang để được tư vấn và báo giá tận xưởng. Và bên cạnh đây, đấy, như anh chị em nhìn thấy, bên cạnh đây cũng là một trong những chiếc sập, mẫu thì cũng tương tự như mẫu chiếc sập bên kia nhưng thông số kỹ thuật sẽ khác nhau. Tại sao lại như vậy? Bởi vì sao? Cái này thì tùy thuộc vào cái công năng sử dụng cũng như diện tích nhà của mỗi người sử dụng, thì cơ sở chúng tôi sẽ làm sao để tư vấn và thiết kế cho cái không gian phòng nó trở lên ưu việt nhất. Và chiếc sập này thì có thông số kỹ thuật như sau: chiều dài là 2m và chiều sâu là 1m, chân vẫn là chân 14, và tất cả những chi tiết lối hàng ngang, đấy, lối hàng ngang để tạo lên một chiếc sập như này thì y xì như chiếc sập bên kia, toàn bộ là hàng tháo rời. Đấy, và đặc biệt vì những chiếc sập như thế này thường thường mặt ván đòi hỏi rất to, mà gỗ cẩm lai là một trong những loại gỗ vô cùng quý hiếm và có giá trị rất cao, nên những chiếc sập mà có mặt ván to thì cơ sở chúng tôi thường thường là làm ghép, nhưng mà tuyển chọn những cây gỗ đều màu vân đẹp. Đấy, như anh chị em thấy này, cây gỗ này, đấy, mặc dù ván ghép thôi nhưng mà nhìn như là một. Bởi tại sao như thế? Bởi vì cơ sở chúng tôi là cơ sở chuyên sâu, có rất nhiều gỗ, và đặc biệt tuyển chọn những anh thợ tay nghề cao để làm nên những sản phẩm ưu việt nhất cho khách hàng. Thì cảm ơn anh chị em luôn luôn ủng hộ. Đây là một trong những sản phẩm mà được cơ sở chúng tôi làm thôi. Còn cơ sở chúng tôi còn sản xuất rất nhiều các sản phẩm khác, ví dụ như là kệ tivi, đấy, ở phòng khách là tủ rượu, bàn ghế, phòng ngủ có thể là tủ quần áo, giường, bàn phấn và tủ đè giày. Thì ai có nhu cầu thì vui lòng gọi điện trực tiếp qua số điện thoại như trên để được chúng tôi tư vấn và báo giá tận xưởng.
Và đây như anh chị đã biết này, những chiếc sập như thế này là một trong những sản phẩm phải nói là hết sức là ưu việt đấy, và đặc biệt do chính những người con làng nghề Hương Mạc Từ Sơn Bắc Linh làm nên. Như anh chị em đã biết là cơ sở chúng tôi làm là một trong những cơ sở chuyên sâu lên những sản phẩm làm nên được rất nhiều anh chị em cả nước yêu thương và luôn luôn ủng hộ. Thì anh chị em có thể mua những sản phẩm như thế này về và để hoàn thiện. Đặc biệt gỗ cẩm lai là một trong những loại gỗ quý hiếm, tính chất gỗ thì vô cùng sáng bóng, tôm gỗ thì mịn màng. Và đặc biệt hơn nữa, để hoàn thiện những sản phẩm từ gỗ cẩm lai thì có rất nhiều cách hoàn thiện. Nhưng để hoàn thiện đẹp nhất thì cơ sở chúng tôi thường thường, ví dụ như những sản phẩm như thế này, sau khi anh chị em đã xem và chốt thì cơ sở chúng tôi sẽ sửa toàn bộ lại. Bởi vì sao? Hàng là hàng tháo rời thì bây giờ muốn sử dụng thì bắt buộc là phải sửa lại, sau đó thì lạo lại hết toàn bộ và đánh giấy ráp và trải qua rất nhiều khâu làm lót, sau đó ý phun hoặc là đánh xi thì tùy nhu cầu của khách. Thì cảm ơn anh chị em đã bớt chút thời gian để luôn luôn lắng nghe một vài chia sẻ của đồ gỗ Minh Nghệ nội thất cao cấp Sáng Trang. Thì rất mong anh chị em hãy ấn nút like, đăng ký kênh và để lại một vài bình luận để đăng ký, để làm sao để cơ sở chúng tôi có nhiều hơn nữa những sản phẩm giới thiệu cho anh chị em. Thì xin trân trọng cảm ơn, chúc toàn thể quý vị anh chị em có nhiều sức khỏe.